Vo Phía Nam Việt Võ Đạo là môn võ thuật, võ đạo được võ sư Nguyễn Lộc sáng tác vào năm 1936. Vo Phía Nam có hai phần, võ thuật Việt Nam, Việt Võ Thuật và võ đạo Việt Nam, Việt Võ Đạo. Trong cái tên Vo Phía Nam Việt Võ Đạo thì Vo Phía Nam là gốc rễ cội nguồn, còn Việt Võ Đạo là hoa trái của Vo Phía Nam sau quá trình mấy chục năm phát triển. Có thể gọi Vo Phía Nam hay Việt Võ Đạo cũng được. Cách gọi đầy đủ và đúng nhất là Vo Phía Nam Việt Võ Đạo. Vo Phía Nam là từ quốc tế hóa của từ võ thuật, võ đạo Việt Nam. Võ sư Nguyễn Văn Chiếu bắt đầu tập luyện Vo Phía Nam khi mới 16 tuổi và đến với công việc giảng dạy vào đầu những năm 1970 và trở thành giám đốc trung tâm đào tạo tại Bình Định. Vào năm 1978, ông trở thành người đầu tiên khôi phục môn võ này tại thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc chiến tranh. Do người bạn đến là rủ, chúng tôi có dịp tìm hiểu và thấy được cái môn Vo Phía Nam là một môn võ của người Việt. Rồi đến được sống và tập luyện với các thầy dạy bảo thì cái tình cảm nó được thể hiện từ các thầy đi trước, nêu gương, rồi thể hiện. Từ đó mình thấy rằng nó có cái cảm nhận là nó thích thú đối với người thầy, các người thầy đi trước thì từ đó mình thấy rằng môn phái mà sau này nó gọi là có cái một cái do cái triết lý võ đạo mà các thầy đã dạy được, đã từ lý thuyết mà đã thực hành được, cho nên đem đến cho mình một cái niềm yêu thích và từ đó mình theo coi như là một cái trở thành cái nghiệp, từ bao giờ nó thành một cái nghiệp mình phải nói theo đuổi luôn. Chúng tôi được các thầy giảng dạy về mặt đạo đức, thực hành và những cái lý thuyết võ đạo, rồi trong một cái tình cảm nó mang cái tính của dân tộc, rồi nó thể hiện cái nếp sống trong đời thường. Nó là một môn võ, nó có thể hiện được cái hai đức tính cương và nhu. Thì trong Vo Phía Nam nó là hai đức tính này nó có đầy đủ và nó có phối hợp. Cái lúc thì xử sự nó là nhu, có lúc xử sự nó là cương. Thì có lúc phải cương nhu phối triển, phối hợp ở trong cái đoàn thế cũng như trong một cái cuộc sống mình cần phải áp dụng. Trong suốt những năm 1980, ông bắt đầu giới thiệu môn võ này từ các nước trên thế giới, tổ chức biểu diễn tại hơn 20 quốc gia, đầu tiên là tại Belarus vào năm 1990. Tính riêng tại Pháp đã có 10.000 người học. Đầu năm 2014, thành phố Paris cũng vừa đăng cai giải vô địch thế giới Vo Phía Nam lần thứ tư. Sự lớn mạnh của Vo Phía Nam dần được công nhận trên toàn thế giới. Năm 2009, Vo Phía Nam được đưa vào thi đấu tại Đại hội Thể thao trong nhà châu Á, trước khi lần đầu có mặt ở SEA Games 2 năm sau. Với cái chính sách cởi mở của nhà nước thì cho phép các nước người ta về để người ta học hỏi rồi giao lưu thông qua cái con đường thể dục thể thao, thì từ đó là các nước là người ta dần dần người ta đến người ta học. Nhưng cái bước đầu rào cản vẫn là một cái sự khó khăn của người học, là khi người ta về nước cái rào cản ban đầu nó là cơ sở vật chất, là không có nơi tập luyện, rồi thì cả cái đời sống nó khó khăn. Nhưng mình với cái tinh thần mà quyết tâm để tạo cho người ta một cái sự hiểu biết và người ta biết cái môn võ của mình, cho nên mình cũng phải có cái thái độ, có một cái cách đối xử để cho đem lại cho cái người từ nước ngoài về, người ta có thể người ta ở lâu, người ta ở lâu người ta học nhiều, ta học nhiều ta mới phát triển môn phái được. Do đó thì chúng tôi thống nhất là tạo hết sức mọi điều kiện và vô điều kiện để anh em nó có thể nó học Vo Phía Nam, để sau này nó trở thành một cái người võ sư, người huấn luyện viên để truyền bá môn võ của mình. Các môn sinh người nước ngoài người ta học, người ta rất là đam mê, người ta rất là tập trung, người ta rất là quyết tâm để học là vừa vẽ hình rồi ghi chép rất là tỉ mỉ, cho nên người ta học rất là nhanh chóng và đâu ra đó. Và cũng hầu hết là người ta học từ bản phái khác, võ phái khác, cho nên người ta qua với mình thì người ta có một cái bề dày, ta có một cái kinh nghiệm trong việc luyện tập, thì người ta trở thành một cái đam mê. Và hơn nữa là môn phái nó cũng có một cái phương pháp huấn luyện, nó cũng mang tính là nó dễ học, dễ hiểu và gọi nó chung nó là khoa học, cho nên cái người tập nhất là đối với nước ngoài người ta cũng dễ cập nhật
dễ nắm bắt. Hầu hết những ai theo học thầy Nguyễn Văn Chiếu thì ai cũng biết đến nhà thầy, nơi mà họ vẫn thường gọi đó là võ đường 1938. Cái tên rất gần gũi, được gọi theo số địa chỉ của nhà thầy Chiếu. Và nơi đây không chỉ là nơi để dạy võ, mà còn là nơi nghỉ chân, làm mái ấm của không ít võ sinh trong và ngoài nước. Tuần thì em đến đây khoảng chừng 3 ngày. Và mà em đến đây chủ yếu là để cho thầy chỉnh sửa những đòn kỹ thuật căn bản để rèn luyện được chắc chắn hơn, kỹ thuật được trau dồi nhiều hơn. Những khi đến đây thì em rất là tự hào vì rất là ít võ sinh trên thế giới cũng như cả nước và trên thế giới đều rất mong được thầy Nguyễn Văn Chiếu trực tiếp chỉ dạy và em được đến đây tập luyện thì đó là một niềm tự hào của em. Em rất là vui. Quá trình bắt đầu học Vô Việt Nam thì tôi học Vô Việt Nam năm 1992 tại tỉnh Phú Yên. Sau năm 2003 thì tôi có tham gia đi học. Thì tôi có vào và có tham gia Vô Việt Nam ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Thì cũng rất là may mắn là tôi được tham gia trực tiếp dưới sự chỉ bảo và dìu dắt của thầy Nguyễn Văn Chiếu. Và khi tới ở nhà thầy thì thầy cũng tạo thuyền cho tôi được ăn, được tập. Đặc biệt ngoài thầy thì ở nhà căn nhà Vô Nam của thầy là còn có sự hiện diện của cô. Cô thì không phải là người Vô Nam nhưng mà cô đã gắn đi theo con đường phát triển của Vô Nam rất là lâu. Từ những lúc mà lập gia đình cho thầy. Và cô cũng là những người là cái người đã đứng ở phía sau mà ủng hộ thầy rất nhiều. Khi chúng tôi tới thì cô cũng ngoài cái sự hỗ trợ tôi về những cái chuyện ăn ở ngủ đi thì cô còn nói chuyện và động viên chúng tôi rất nhiều, giúp chúng tôi vượt qua được những cái khó khăn để trong quá trình tập luyện và trong cuộc sống. Buôn ba khắp nơi trên thế giới để truyền bá nghiệp võ, nhưng đằng sau võ đường, sau những giờ luyện tập vất vả, với võ sư Nguyễn Văn Chiếu, gia đình luôn đóng một vai trò then chốt trong thành công của ông. Lúc nào ông cũng thầm biết ơn vợ mình về sự hỗ trợ liên tục của bà. Bất cứ khi nào môn sinh đến tập và ở lại nhà, bà không bao giờ do dự trong việc làm các việc nhà. Ngoài ra, con trai và con gái của ông cũng hỗ trợ cho nghiệp võ. Lúc đây, đêm đâu? Đêm chiều xưa. Tôi rất là tự hào về những công việc của chồng tôi. Mấy chục năm qua tôi đã hết lòng ủng hộ ông. Từ việc nhỏ đến việc lớn để mong Vô Việt Nam được phát triển ngày mỗi rộng khắp. Tôi rất vui khi mà nhà tôi đông các em môn sinh tới học tập và ăn ngủ ở đây. Tôi đã lo cho tất cả những môn sinh như những người con để mong các em học tập cho đạt được kết quả mà không có lo nghĩ chuyện gì hết. Hiện con trai ông đang làm việc tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, cũng là một môn sinh Võ Việt Nam và hỗ trợ ông rất nhiều. Con gái ông giỏi tiếng Anh nên là người giúp ông giữ liên lạc với các huấn luyện viên và võ sư Võ Việt Nam toàn cầu để mở rộng Võ Việt Nam trên toàn thế giới. Từ bé đến lớn thì tôi được sống trong cái môi trường Võ Việt Nam. Những cái hoạt động của cha tôi thì cả gia đình tôi, cả tuổi thơ tôi đều tận mắt thấy và cùng đồng hành, song hành cùng những cái niềm đam mê của cha tôi. Thì cái điều đó làm cho tôi cảm nhận được niềm đam mê bất tận. Khi mà theo đuổi một cái gì đó lý tưởng sống thì sẽ theo hết mình. Chính vì cái niềm đam mê của cha tôi cùng với những cái tâm huyết của cha tôi thì tôi đã quyết định là tập và thi đấu môn Vô Việt Nam. Thì sau một thời gian dài tôi học ở Vô Việt Nam, ở ba tôi cũng như là những người chú, người anh, học trò và anh em của ba tôi, thì tôi cùng với anh em của đội tuyển Vô Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cũng như đội tuyển Vô Việt Nam Việt Nam đã gặt hái được những cái thành công cao nhất ở những tất cả các giải đấu. Cảm xúc của tôi rất tự hào, cảm thấy là vui sướng khi được là con của người mà được mọi người yêu mến, kính trọng vì cái lý tưởng sống, vì cái đạo đức, vì cái tâm huyết với nghề. Tôi sẽ cố gắng để phấn đấu, phát huy những gì mà ba tôi đạt được. Cả cuộc đời đi khắp các nước từ Á đến Âu để truyền bá võ Việt,
Và dù giờ đây ông đã ở tuổi lẽ ra phải nghỉ ngơi, nhưng võ sư Nguyễn Văn Chiếu vẫn miệt mài trên võ đường để truyền dạy những tinh hoa của môn võ Việt cho học trò. Với ông, gia đình luôn là điểm tựa vững chắc để ông tiếp tục đam mê lưu truyền môn võ đặc trưng của Việt Nam đi khắp thế giới. Võ sư Nguyễn Văn Chiếu là một người rất là giản dị, mộc mạc, và ông ta hết lòng yêu võ thuật của Việt Nam, đó là môn võ của Việt Nam. Thì ngoài những cái đòn thế mà võ sư Chiếu giải thích và giảng dạy rất là ngắn gọn, dễ hiểu và hiệu quả, bên cạnh đó ông ta cũng đã truyền đạt cho các học sinh của mình cái triết lý vô Việt Nam gọi là Việt võ đạo đấy, để mình có một quan niệm sống tốt hơn. Cùng với sự đi giảng dạy của võ sư Chiếu thì tôi đã vận động thành lập được Liên đoàn Vô Việt Nam Thế Giới vào những năm đầu tiên của năm 2007-2008. Đầu tiên là Campuchia, sau đó là sang Lào, Myanmar, Indonesia và một số nước khác nữa trong khu vực Đông Nam Á. Sắp tới đây thì sẽ Thái Lan cũng sẽ là nước thứ 6. Tôi tin chắc rằng nếu mình có một cái sự tổ chức từ đất mẹ, có nghĩa là nơi xuất phát ra Vô Việt Nam, có sự hỗ trợ của chính phủ, thì tôi tin chắc là không xa Vô Việt Nam của Việt Nam sẽ phát triển trên thế giới mạnh như là Taekwondo và Judo của Hàn Quốc họ đã làm trước đây. Tôi là học trò của thầy Nguyễn Văn Chiếu, thì tôi theo Vô Việt Nam được 20 mấy năm. Tôi bắt đầu thi Vô Việt Nam là năm 1993. Thành tích cao nhất hiện giờ tôi là huy chương vàng của giải thế giới Đông Nam Á và SEA Games và châu Á. Theo tôi là thầy Chiếu đối với Vô Việt Nam là một người có công rất là lớn, cao cả. Tôi được học từ thầy Chiếu là một cái niềm vinh hạnh và cái hạnh phúc nhất, được thầy dẫn dắt và đưa đường dẫn lối cho tôi. Được cái thành tích thi hôm ngày hôm nay là cũng do công lao của thầy, ơn thầy như ơn cha mẹ. Mặc dù tuổi đã cao, tuy nhiên ông Chiếu vẫn vô cùng dẻo dai để có thể thực hiện những bài tập mà hầu hết những người có cùng độ tuổi như ông phải e ngại. Với ông, Võ Việt Nam mang lại cho ông sức mạnh thể chất và năng lượng để làm việc và tiếp tục truyền bá môn võ Việt đến với bạn bè quốc tế nhiều hơn nữa.